Các trọng tài đang kiểm tra số áo trước khi bước cho hai đội tuyển bước vào xét đấu thứ hai. Ở trong trận phát bóng trước là dành cho cao thủ Ấn Độ, phát bóng đó là số 16 Uparapadhyan. Khả năng bóng chắn trên lưới của các cầu thủ Ấn Độ là quá tốt. Và vừa rồi thì Vaishnav, cầu thủ chiều cao tốt nhất trên sân, đã có một pha bóng chắn thành công và mang lại điểm số đầu tiên cho đội tuyển Ấn Độ. Hai không cho đội tuyển Ấn Độ. Các trọng tài đang kiểm tra số áo trước khi bước cho hai đội tuyển bước vào xét đấu thứ hai. Ở trong trận phát bóng trước là dành cho các cầu thủ 1-2 cho đội tuyển Ấn Độ. Thái Lan. Phát bóng đó là số 16 Uparapadhyan. Khả năng bóng chắn trên lưới của các cầu thủ Ấn Độ là quá tốt. Và vừa rồi thì Vaishnav, cầu thủ chiều cao tốt nhất trên sân, đã có một pha bóng chắn thành công và mang lại điểm số đầu tiên cho đội tuyển Ấn Độ. Nó pha dứt điểm ở vị trí số 4 xuất sắc. Dù ban huấn luyện của đội tuyển Ấn Độ đã cho rằng bóng đi ra ngoài. 2-0 cho đội tuyển Ấn Độ. Bóng chắn tuyệt vời. Đó là pha bóng chắn rất tốt của số 9 Kittikul, đội trưởng bên phía đội tuyển Thái Lan. Đó là tình huống phát bóng quá sâu. Hai tình huống lỗi của các cầu thủ Ấn Độ hiệu quả đã giúp cho Thái Lan phát bóng lên 1-2 cho đội tuyển Thái Lan thứ hai, 3-2. Rất tiếc lại một lỗi phát bóng hỏng rồi. Ở bóng chuyền nam đỉnh cao thì các cầu thủ có khả năng nhảy phát bóng rất uy lực, nhưng đó là con dao hai lưỡi. Họ có khả năng nó dễ dàng điểm ở vị trí số 4 xuất sắc, quá uy lực. Dù ban huấn luyện của đội tuyển Ấn Độ đã cho rằng bóng đi ra ngoài. Quá chính xác. Bóng chắn tuyệt vời. Bóng đập trên chắn nhưng rất tiếc là lỗi của các cầu thủ. Bóng chắn rất tốt của số 9 Kittikul, đội trưởng bên phía đội tuyển Thái Lan. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đó vẫn là pha bật nhảy từ ngoài sân và dứt điểm tầm cao của số 17 hiệu quả đã giúp cho Thái Lan vươn lên ở trong xét đấu anh đã không thấy hai 3-2. Rất tiếc lại một lỗi phát bóng hỏng điểm rơi bên ngoài. Ở bóng chuyền nam đỉnh cao thì trọng tài đã xác định là cầu thủ có điểm cho đội tuyển Ấn Độ. Đang nhảy phát bóng rất uy lực ngoài nhưng trọng tài đó là con dao hai lưỡi, có vị trí rất sát với vị điểm rơi của bóng. Họ có khả năng dễ dàng mắc lỗi nếu như phát bóng quá uy lực. Một pha phối hợp đánh của các cầu thủ Thái Lan rất tốt. Đánh từ hàng sau. Khá uy lực và đó lại là một pha ghi điểm xuất sắc. Quá chính xác. Pha ghi điểm đập trên chắn rất tiếc chủ là lỗi của các cầu thủ Sumkane Kisada. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đó vẫn là pha bật nhảy từ ngoài sân rất khó dứt điểm tầm cao rồi. Số 17, 5-4 cho đội tuyển Thái Lan. Nhưng anh đã không thành công. Bóng đã có điểm rơi bên ngoài. Như vậy điểm số tiếp tục được cân bằng 5 đều. Vừa rồi trọng tài đã xác định là có điểm cho đội tuyển Ấn Độ. Trọng tài chính thì đã bắt bóng ngoài nhưng trọng tài thứ hai lại có vị trí rất sát với vị điểm rơi của bóng, thủ má số 18 Raja Jacob. Bóng đã chạm bóng rất tốt, đánh từ hàng sau khá uy lực và đó lại là một pha ghi điểm thủ má xuất số sắc. 18 pha ghi điểm Raja số 14 Jacob, chủ công Sumkane Kisada. Bóng chúng đã ta chạm chắn lại tình huống này. Pha dứt điểm như vậy là chủ công bên phía đội bóng rất khó trong tình huống vừa rồi. Đội tuyển Thái Lan đã có pha xử lý rất hay. Jijaru, tình huống này đã chuyển hóa một pha truyền không tốt của đồng đội thành một pha bỏ nhỏ xuất sắc và khá bất ngờ. Như vậy điểm số tiếp tục được cân bằng 5 đều.
thủ má số 18 Raja Jacob. Bóng đã chạm chắn tình huống này. Như vậy là đội tuyển Thái Lan đã vươn lên xuất sắc. Họ đã xuất sắc và hiệu quả hơn trong tình huống triển khai tấn công. Bóng đã chạm chắn khó khăn cho chạm chắn của đối phương. Như vậy là chủ công bên phía đội bóng đội tuyển Thái Lan đã có pha xử lý rất hay. Dijaru tình huống này đã chuyển hóa một pha truyền không tốt của đồng đội thành một pha bỏ nhỏ xuất sắc và khá bất ngờ. Như vậy là hội ý kỹ thuật đội tuyển Thái Lan đã vươn lên xuất sắc. Họ đã xuất sắc và hiệu quả hơn trong tình huống triển khai Thái Lan đang có được sự quyết tâm rất lớn để vươn lên và gây ra khó khăn cho hàng chắn của đối phương. Họ đánh rất nguy lực. Đó là pha đá bóng của số 18 Jacob. Navel Jacob. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Anh đã có vị trí tương đối là dễ dàng sau khi mà Thái Lan đã không thể phán đoán được hướng tấn công của đối phương. Lỗi bước 1. Bóng đi uy lực và khá là cao khiến cho số 9 của Thái Lan tình huống này đã có được pha xử lý không tốt. Rất tiếc cho đội trưởng Kittikul. Cách biệt giữa hai đội bóng chỉ còn 1 điểm. Rất khó qua được tay chắn. Như vậy là hồi dứt điểm của đội trưởng Sejaru thế tình huống này đã khá xa lưới. Lúc này Thái Lan đang có được sự thủ động rất lớn để vươn lên chuyền hai, nhưng chủ công có đánh rất nguy lực đã không thể dứt điểm tốt. Pha đá bóng của số 18 và điểm số được cân bằng 8-8. Navel Jacob. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Anh đang có vị trí tương đối là dễ dàng. Lượt phát bóng vào bên phía đội tuyển Ấn Độ phán đoán được hướng tấn công của đối phương. Lỗi bước 1. Bóng đi uy lực và khá là cao khiến cho số 9 của Thái Lan tình huống này đã có được pha xử lý không tốt. Rất tiếc cho đội trưởng Kittikul. Cái biệt giữa bóng đi ra ngoài một điểm. Đội phát bóng 9-0. Đây mới chính là thế trận mà đội tuyển Thái Lan đang kỳ vọng có thể tạo rất ra khó được cân bằng với đội tuyển Ấn Độ. Điểm của đội trưởng Vua Lê Gia Ru trong tình huống này đã khá xa lưới. Một đường chuyền ngược của chuyền hai, nhưng chủ công đã pha bóng chặt quá hay các cầu thủ Ấn Độ trong tình huống vừa rồi. Bóng tay chắn rất kinh nghiệm, số được cân bằng 8-0 và bóng chắn rất sắc. Chúng ta cùng xem pha kết hợp này. Rất tiếc là Thái Lan đã được phát bóng hỏng bên phía đội tuyển Ấn Độ có được một góc dứt điểm thuận lợi. Kisela đã thất bại trong tình huống tấn công vừa rồi. Họ đánh rất uy lực nhưng cầu thủ áo số 14 chủ công đã sửa sai ngay. Bóng pha dứt điểm chính xác sau đó. 10-0 cho hai đội. Bóng đi ra ngoài. Đội phát bóng 9-0. Đây mới chính là thế trận mà đội tuyển Thái Lan đang kỳ vọng có thể tạo ra được thế cân bằng. Bóng chặt quá hay và tận dụng cơ hội vươn lên. Đó là lý do tại sao một trong set đấu đầu tiên thì Ấn Độ đã có tới 5 tình huống bám chắn thành công, chắn bóng rất hiệu quả. Đây một pha bám chắn quá hay của các cầu thủ Ấn Độ. Họ có tay chắn rất kinh nghiệm. Đội trưởng Kittikul và các đồng đội đang rất khó khăn bám chắn rất sát. Chúng ta cùng xem pha kết hợp này. Nhưng rất tiếc là Thái Lan đã không thể có được một giây này thì vị trí đã thuận lợi hơn rất nhiều. Thất bại và đội trưởng Kittikul đã có một pha đánh chính xác. Pha đánh rất uy lực nhưng cầu thủ áo 11 đều là điểm số cho đội bóng sai ngay. Bóng pha dứt điểm chính xác sau đó. 10-0 cho hai đội. Pha đánh tầm cao rất uy lực. Bóng vẫn trong vạch trong tình huống vừa rồi. Bóng chắn quá hay.
Đó là lý do tại sao một trong set đấu đầu tiên thì Ấn Độ đã có tới 5 tình huống và sức bật thành công rất sẵn bóng rất hiệu quả là tốt lên tới 2m53 cho những tình huống đánh tấn công. Đội trưởng Kittikun đó là phối hợp đánh nhanh nhưng không thành của phụ công mà áo số 5. Pha chạm bóng vừa rồi của Lee Sakwa này thì vị trí đã thuận lợi hơn rất nhiều, không thành cũng duy trì và đội trưởng Kittikun đã có một pha đánh chính xác. 11 đều là điểm số cho hai đội bóng. Montai đang có những sự điều chỉnh với chính đội trưởng không duy trì được ưu thế đó. Pha đánh tầm cao rất uy lực. Có vẻ như huấn luyện viên Montai đang có những sự điều chỉnh bóng vẫn trong bạch trưởng trong tình huống vừa rồi đều là phát huy hiệu quả không thực sự tốt, không thể giúp cho đội bóng này West có thể duy trì được lợi thế dần. Có chiều cao rất tốt và sức bật của anh rất đều là tốt lên tới sự tốt 2m53 trong không thể giúp cho đội bóng này có thể duy trì được lợi thế dẫn. Đó là pha phối hợp đánh nhanh nhưng không thành của phụ công mà áo số 5. Pha chạm bóng vừa rồi của Misawa Kisada đã không thành, không duy trì được. Pha đánh nhanh của chủ công phụ công và pha đánh không chính xác. Có vẻ như huấn luyện viên Montai đang có Giroud là người dứt điểm cho tình huống vừa rồi và như vậy là chúng ta xác định bóng đã chạm tay chắn. Đội trưởng không duy trì được ưu thế đó. Không may các cầu thủ Ấn Độ họ đã chơi khá hay trong tình huống phòng thủ vừa rồi. Có vẻ như huấn luyện viên Montai đang có những sự điều chỉnh với chính đội trưởng. Bóng đang trong cuộc này đều là phát huy hiệu quả không thực sự tốt. Như bóng không quá khó, pha đánh lỏng tay khá tốt thì được lợi thế dẫn của Kittikun này đều là phát huy hiệu quả không thực sự tốt. Như vậy không quá khó, pha đánh lỏng tay khá tốt thì được lợi thế dẫn của Kittikun. Như vậy thêm một lần nữa điểm số được cân bằng 13 đều. Ấn Độ vẫn đang là người phát bóng. Một pha đánh nhanh của chủ công phụ công và pha đánh không chính xác. Giroud là người dứt điểm của một rồi và như vậy là chúng ta xác định bóng đã chạm. Ấn Độ đã giành lại được thế dứt điểm. Rất không may càng tốt. Ấn Độ chỉ số 2 đã chơi khá hay trong tình huống phòng thủ vừa rồi. Và đó là pha dứt điểm sở trường của số 17. Bóng đang trong cuộc Gurindersai và xử lý ngay của chuyền hai. Như bóng quá khó, pha đánh lỏng tay khá tốt của Kittikun. Pha dứt điểm quá khó, pha đánh lỏng tay khá tốt của Kittikun. 15 như vậy thêm một lần nữa Kisada đã di chuyển cân bằng 13 đều hàng phòng ngự đối phương và vừa rồi thì đồng đội đã có những dứt điểm rất tốt ở vị trí số 4. Đó là pha phối hợp rất ăn ý. Bóng bật tay chắn của Kittikun. Ấn Độ đã giành lại được thế dứt điểm và pha phối hợp đánh tốt ở vị trí số 2. Pha dứt điểm tầm cao của Kittikun và đó là pha đánh và đó là pha dứt điểm sở trường của đội trưởng số 17 Gurindersai. Pha đánh khá uy lực và xử lý ngay của chuyền hai nhưng bóng vẫn đang trong cuộc. Tấn công quá hay và chính xác và thành chấp rất sát lưới. Jacob là người dứt điểm tình huống vừa rồi. Như vậy lúc này thì Ấn Độ vẫn đang là những người dẫn cách biệt chỉ 15. Kisada đã di chuyển để hút một phút thủ ý kỹ thuật hàng phòng ngự đối phương và vừa rồi thì đồng đội đã quay những dứt điểm rất tốt ở vị trí số 4. Đó là pha phối hợp rất ăn ý. Thái Lan là đội tuyển đã thi đấu khá thành công và trong suốt những mùa giải vừa qua thì họ vẫn luôn duy trì được thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng thế giới. Đó là pha đánh ở môn bóng chuyền nam khá xuất sắc của đội trưởng. Họ đã có trong pha đánh khá suốt những mùa giải vừa qua thì họ vẫn luôn duy trì được thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng thế giới ở môn bóng chuyền nam. Tấn công quá hay và chính xác. Đã có ba mùa giải liên tiếp vừa qua. Jacob là người dứt điểm tình huống vừa rồi. Ở vị trí 46, 48 và 34. Như vậy lúc này thì trên bảng xếp hạng Ấn Độ vẫn đang là những người dẫn cách biệt chỉ một điểm.
Hai đội sẽ có một phút hội ý kỹ thuật. Thứ bộ 3 mùa giải liên tiếp vừa qua kết thúc trong top 50 ở các vị trí. Thái Lan là đội tuyển đã thi đấu khá thành công và trong trên bảng xếp hạng suốt những mùa giải vừa qua thì họ vẫn luôn duy trì được thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng thế giới ở môn bóng chuyền nam. Đó là tình huống phát bóng đi lại hơi mạnh của các cầu thủ Ấn Độ. Tỷ số cân bằng 16 đều trong suốt những mùa giải vừa qua thì họ vẫn luôn duy trì được thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng thế giới. Bóng tiếp theo là của môn bóng chuyền nam. Nisakwai Kisada, một vụ công rất hay của đội tuyển Thái Lan. Họ đã có 3 mùa giải liên tiếp vừa qua kết thúc trong top 50 ở các vị trí 46, 48 và 34. Khá mạnh nhưng vào đúng vị trí rất trên khó bảng xếp hạng để bắt bước 1. Bóng vào đúng vị trí vừa rồi là của Prava. Và Prava Karan đã gặp khó khăn. Set đấu thứ hai với một thế trận diễn ra căng thẳng hơn rất nhiều so với set đấu đầu tiên. 3 mùa giải liên tiếp vừa qua, sự bám đuổi khá thành công của Thái Lan ở các vị trí 46, 48 và 34 và tương đối cân bằng xếp hạng. Như vậy Thái Lan cũng đã cải thiện được hiệu quả tấn công lại hơi mạnh của các cầu thủ Ấn Độ, sắc bén, tỷ số cân bằng 16 đều, đa dạng hơn trong các tình huống triển khai đánh đánh. Phần bóng tiếp theo là của Nisakwai Kisada, một vụ công rất hay của đội tuyển Thái Lan. Navem Jacob là người dứt điểm chính xác, bóng đi khá mạnh nhưng mà đúng vị trí rất khó để loại tay chắn của đối phương. Bóng bật chắn, bóng vào đúng vị trí vừa rồi. 17 đều và Prava Karan đã gặp khó khăn. Set đấu thứ hai với một thế trận diễn ra căng thẳng hơn rất nhiều so với set đấu đầu tiên. Với 87 đuổi về phía đội tuyển Thái Lan, tạo ra một thế trận quyết liệt và tương đối cân bằng. Là một tình huống chắn bóng quá hay. Đội Thái Lan cũng đã cải thiện được hiệu quả tấn công, sắc bén và đa dạng hơn trong các tình huống triển khai miếng đánh. Hai tình huống tấn công không thành của các cầu thủ Thái Lan và họ đã phải đối mặt với hàng chắn quá xuất sắc. Navem Jacob là người đó là tình huống triển khai miếng đánh khá hay với các chuyền ngược để loại tay chắn của đối phương. Của chúng quân chắn đã không qua được tầm chắn 17 đều, 19, 12, 19, 17 nhưng về phía đội tuyển Ấn Độ. Với 87 nhưng về phía đội tuyển Ấn Độ. Sau những trận đấu mà để thua sát nút trước Iran và Trung Quốc bóng quá hay ở vòng bảng, Trung Quốc thì đội tuyển Thái Lan được đánh giá là tương đối tốt tại thi đấu. Sau những trận đấu mà để thua sát nút trước Iran và Trung Quốc ở vòng bảng, Trung Quốc hai tình huống tấn công Thái Lan không thành được tương đối tốt. Thái Lan và họ đã phải đối mặt với hàng chắn quá xuất sắc. Lúc này lợi thế đang là 2 điểm. Đó là tình huống về phía đội tuyển Ấn Độ hay với đường chuyền ngược, họ cũng đã xuất sắc vươn lên điểm từ sau vạch 3m của chủ công Chiaro đã không qua được tầm chắn. Lúc này lợi thế đang là 2 điểm. 18-12 đội tuyển Ấn Độ. Nhưng về phía đội tuyển Ấn Độ cũng đã xuất sắc vươn lên sau khi điều chỉnh được lối đánh. Như vậy là bóng đã trong sân, khá bất ngờ cho tình huống bám chắn này. Nỗ lực bám chắn và cứ thua sau những trận đấu mà để thua sát nút trước Iran và Trung Quốc ở vòng bảng trai, Trung Quốc thì đội tuyển Thái Lan được đánh giá là tương đối tốt tại trận đấu. Lần này pha dứt điểm đã rất xuất sắc. Sau những trận đấu mà để thua sát nút trước Iran và Trung Quốc chắn rất mạnh ở vòng bảng, Trung Quốc như vậy phải đi đội tuyển Thái Lan được đánh giá là tương đối tốt thì mới có điểm số cho đội tuyển Thái Lan trận đấu. Lúc này lợi thế đang là 2 điểm, tạm nghiêng về phía đội tuyển Ấn Độ, họ cũng đã xuất sắc vươn lên. 18-20 Thailand serve. Lúc này lợi thế đang là 2 điểm, tạm nghiêng về phía đội tuyển Ấn Độ. Mỏng. Rất tiếc tình huống này thì đã xuất sắc vươn lên sau khi điều chỉnh được lối đánh. Được truyền cho cầu thủ số 12 Narit Singh trong tình huống này đã không thực sự tốt. Như vậy là bóng đã trong sân, khá bất ngờ cho tình huống bám chắn này. Nỗ lực bám chắn và
Cú thua của Ấn Độ đã khá bất ngờ. Rất tiếc cho huấn luyện viên Montrai. Miseda. Nỗ lực cứu thua rất hay của Libero. Lỗi trong này pha dứt điểm đá rất xuất sắc. Miseda được dứt điểm sử dụng cổ tay và bóng hai chạm chắn rất mạnh. Và đáng tiếc cho như vậy phải đến tình huống tấn công thứ tư liên tiếp thì mới có điểm số cho đội tuyển Thái Lan cho số 12. Navid Singh bên phía đội tuyển Ấn Độ và điểm số đang là 20 đều. Hai đội đang bước vào những điểm số quyết định và bất cứ một sai 12. Navid Singh bên phía đội tuyển Ấn Độ và điểm số đang là 20 đều. Hai trăm bóng mỏng. Hai đội tiếp vào này đều quyết định xác rồi. Cứ một sai lầm nào cũng khiến vậy những đội truyền cho bằng cả set đấu. Cầu thủ số 12 Navid Singh trong tình huống này đã không thực sự tốt. Miseda tiên của anh có trận đấu chạm bóng. Cầu thủ Mao số 19 có chiều cao lên tới 1m94 và sức bật của anh rất tốt, 3m51. Cầu Miseda nỗ lực cứu thua rất hay của Libero. Lỗi trong tình huống chuyền bóng. Số 2 chạm và dứt điểm quá uy lực trong tình huống này và bám trọng tay chặt đang thủ Ấn Độ. Có đánh đó là của Lạc Công số 1 sân thay cho số 12 Jijaru. Navid Singh bên phía đội tuyển Ấn Độ 21 đều, điểm số đang là 20 đều. Hai đội đang bước vào những điểm số quyết định và bất cứ một sai 12. Navid Singh bên phía đội tuyển Ấn Độ và điểm số đang là 20 đều. Hai đội đang bước vào những điểm số quyết định và bất cứ một sai rất đột nhiên trả giá với đội tuyển Ấn Độ cả set đấu 22-21. Miseda tiên của anh ở trong trận đánh quá thuận lợi. Cầu thủ Mao số 19 tình huống này đã tận dụng được vô cùng tốt chiều cao lên tới 1m94 và sức bật của anh rất tốt, 3m51, một phụ công rất hay. 21-22 đều. Cố hướng triển khai để đánh quá dứt điểm, quá uy lực trong tình huống này và bám trọng tay chắn. Có đánh đó là của chủ công số 1 Jijaru. Cũng miếng đánh đó và các cầu thủ Ấn Độ cũng đã xuất sắc ghi điểm. Vẫn là phụ công Brava với những pha dứt điểm rất uy lực. Một pha phối đánh rất nhuần nhuyễn đội tuyển Ấn Độ. 22-21, bóng vẫn đang trong cuộc. Vị trí đánh quá xử lý khá tốt cho tình huống này của số 18 và Chicharu. Tình huống này đã tấn đáp viên Jacob vô cùng tốt, tầm treo bóng cao. Có được vị trí không thực sự thuận lợi nhưng pha đánh lỏng tay đó lại khiến cho đối phương bị bất ngờ, không kịp bọc lót. Ấn Độ đang đứng trước cơ hội giành điểm 22 đều. Một hướng triển khai đối đánh khác đi và hiệu quả của Thái Lan. Cũng miếng đánh đó và các cầu thủ Ấn Độ cũng đã xuất sắc ghi điểm. Vẫn là phụ công Brava với những pha dứt điểm rất uy lực. Trận đấu thứ hai, bóng vẫn đang trong cuộc, đang dành cho các cầu thủ Ấn Độ. Pha xử lý khá tốt cho tình huống này của số 18 Navin Jacob. Anh có được vị trí không thực sự thuận lợi nhưng pha đánh lỏng tay đó lại khiến cho đối phương bị bất ngờ, không kịp bọc lót. Ấn Độ đang đứng trước cơ hội giành điểm quyết định. Perspiration on the court after being tidied and cleaned up. Meanwhile, it's the number 13. Number 13. Trận đấu thứ hai, cơ hội vẫn đang dành cho các cầu thủ Ấn Độ. 12 is going in. Watana. Poor service is the second set to India.